Cô chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Tiết toán vừa rồi các em đã được học quy tắc và công thức tính thể tích hình hợp chữ nhật. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em hình thành quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương qua bài thể tích hình lập phương trang 122. Qua bài học này chúng ta cần để những kiến thức sau: tìm ra được công thức để tính thể tích hình lập phương, biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải các bài toán liên quan. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng tìm hiểu để tính thể tích của hình lập phương chúng ta làm như thế nào nhé. Chúng ta cùng đi qua tìm hiểu ví dụ sau. Ví dụ, tính thể tích hình lập phương có cạnh 3 cm. Trên màn hình cô có một hình lập phương, số đo các cạnh của hình lập phương là 3 cm. Cách tìm ra công thức tính thể tích hình lập phương cũng giống như cách chúng ta tìm ra công thức tính thể tích của hình hợp chữ nhật. Đầu tiên ta cũng xếp khối lập phương có thể tích là 1 cm khối vào hình lập phương có cạnh là 3 cm. Xếp được bao nhiêu khối lập phương có thể tích là 1 cm khối, có nghĩa là thể tích của hình lập phương là bấy nhiêu đó các em. Vậy với số đo các cạnh là 3 cm 3 cm, theo các em để xếp với cái lớp đầu tiên này chúng ta cần bao nhiêu hình lập phương nè? Cô nghĩ khá là dễ đúng không các em? Chúng ta có thể đặt phép tính như sau: một lớp có số hình lập phương là ta lấy 3, ta nhân với 3 là ta được 9 cm khối, nghĩa là ta được 9 cái hình lập phương tích là 1 cm khối vào đây. Các em cùng quan sát xem mình dự đoán có đúng không nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng rồi đó các em, chúng ta đã dự đoán đúng rồi đó. Tương tự như vậy, ta sẽ xếp tiếp xem được bao nhiêu lớp mà với độ cao là 3 cm thì chúng ta sẽ xếp được bao nhiêu lớp nè. Đương nhiên là mấy lớp các em? 3 lớp rồi ha, chúng ta cùng quan sát nè. 1 rồi, 2, 3. Vậy số hình lập phương ở 3 lớp là 9 x 3, 27 cm khối. Vậy dựa vào cái cách xếp hình này, chúng ta biết được là trong cái hình lập phương này nó có bao nhiêu hình rồi. Vậy các em có thể đưa ra một phép tính để tích thể tích của hình lập phương được không nè? Thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm là 3 nhân 3 nhân 3. Ta được 27 cm khối. Các em hãy nhớ lại cách tính thể tích của hình hợp chữ nhật nha. Ta lấy thể tích của hình hợp chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng rồi nhân với số đo chiều cao. Trong bài giới thiệu về hình lập phương và hình hợp chữ nhật thì các em cũng đã biết hình lập phương chính là một hình hợp chữ nhật đặc biệt khi mà chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chúng bằng nhau, khi đó là một hình hợp chữ nhật đặc biệt. Vậy thì cách tính thể tích của hình lập phương cũng giống như cách tính thể tích của hình hợp chữ nhật đặc biệt khi mà chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó bằng nhau. Vậy từ cái ví dụ này, từ cái hình ảnh minh họa này và từ cái công thức tính thể tích của hình hợp chữ nhật đã học rồi, vậy bạn nào có thể rút ra được cho cô cách tính thể tích của hình lập phương không nè? Cô nghĩ là có bạn chúng em đã suy nghĩ ra được rồi đó. Chúng ta cùng xem có suy nghĩ của mình có đúng không nha. Vì cô có quy tắc tính thể tích hình lập phương, muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh, với bằng a nhân a. Trong đó V là thể tích hình lập phương, A là cạnh của hình lập phương.
À, đây là nội dung quan trọng nhất trong bài học ngày hôm nay đó các em. Đây là cách tính thể tích hình lập phương. Các em phải ghi nhớ cách quy tắc và công thức này cho cô nha. Chúng ta cùng nhắc lại nè. Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh vơi bằng a nhân a nhân a. Trong đó vơi là thể tích hình lập phương, a là cạnh của hình lập phương. Các em ghi nhớ cái công thức này để chúng ta vận dụng công thức vào thực hiện bài tập nha. Chúng ta cùng qua phần 2, đó là phần thực hành. À, ở bài tập 1 này, viết số đo hích hợp vào ô trống. À, ở đây là một cái bảng, người ta cho mình cái dòng thứ nhất, người ta cho mình các hình lập phương. À, hình này có bốn hình lập phương. Và người ta cho mình các dữ liệu là độ dài cạnh, diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích. Ở hình số 1 và hình số 2, người ta cho mình độ dài cạnh, yêu cầu mình phải đi tìm diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích. Ở hình lập phương số 3, người ta cho mình diện tích một mặt, yêu cầu mình đi tìm độ dài cạnh, diện tích toàn phần và thể tích. Hình lập phương số 4 cho mình diện tích toàn phần, yêu cầu mình đi tìm độ dài cạnh, diện tích một mặt và thể tích. À, để làm được cái bài này á, thì chúng ta phải nhớ lại những quy tắc nè. À, tính diện tích một mặt nè, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương mới vừa được học. À, vậy tính diện tích một mặt tức là ta đi tính cái gì các em? À, tính diện tích của hình vuông, vì hình lập phương một mặt của hình lập phương nó là hình vuông, vậy để tính được diện tích một mặt thì ta đi tính diện tích của hình vuông. Rồi vậy diện tích của hình vuông thì làm như thế nào nè? À, cô nhắc lại ha, tính diện tích một mặt thì ta lấy a nhân a, gọi là cạnh nhân cạnh. À, vậy còn diện tích toàn phần, diện tích toàn phần chúng ta đã học rồi. À, là ta lấy diện tích một mặt nhân với 6, vì hình lập phương có 6 mặt. Tiếp theo thể tích hình lập phương chúng ta mới vừa học thì bằng a nhân a rồi nhân cho a. Vậy ở bài này chúng ta áp dụng công thức và chúng ta thực hiện. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn mình hình 1. Hình 1 bây giờ người ta cho mình độ dài cạnh rồi, yêu cầu mình tính diện tích một mặt. Có công thức và tính, được chưa nè? Có diện tích một mặt rồi, ta tìm diện tích toàn phần. À, dễ ha. Và có độ dài cạnh rồi thì ta đi tìm thể tích dựa vào công thức tính ra. Hình số 2 cũng giống như hình số 1. Hình số 3, người ta cho mình diện tích một mặt rồi, bây giờ mình phải đi tìm cái gì? Tìm độ dài cạnh. À, cái gì nhân cho số nào, nhân cho nó mà bằng 36? Số nào nhân chính nó bằng 36? À, bạn phải tự biết ha. Rồi, có độ dài một cạnh rồi thì ta đi tìm gì? Diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích một mặt thì bạn cho rồi. Tính thể tích. Thể tích thì ta lấy a nhân a nhân a. A là độ dài cạnh mới tính ra rồi. Được chưa nè? Rồi, qua hình số 4. Hình số 4 người ta cho mình là diện tích toàn phần. Vậy bây giờ mình phải đi tìm diện tích một mặt trước. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6. Vậy bây giờ người ta cho mình diện tích toàn phần, yêu cầu mình tìm diện tích một mặt thì mình làm sao nè? À, mình lấy diện tích toàn phần mình chia cho 6 sẽ ra được diện tích một mặt. Có diện tích một mặt rồi ta phải tìm tới độ dài cạnh. Số nào mà nhân với chính nó bằng một cái số ở đây. Được chưa? Nhân với chính nó, tại vì cạnh nhân cạnh mà. À, có được độ dài cạnh rồi thì ta đi tìm thể tích sẽ bằng a nhân a nhân a. Bài này các em thực hiện tính ngoài nháp, à, cho cẩn thận rồi điền kết quả vào trong sách giáo khoa. Chụp hình gửi lại cho giáo viên. Trên nè. Chúng ta cùng qua bài tập 2. Bài tập 2 là bài tập năng khiếu, à, thì chúng ta tiếp tục chúng ta qua bài tập 3. Bài 3, một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của bao kích thước hình hộp chữ nhật. Tính a
Thể tích hình hộp chữ nhật. B, thể tích hình lập phương. Bài này người ta cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm, chiều cao 9 cm. Đây là hình minh họa. Và một hình lập phương. Hình lập phương thì có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước hình hộp chữ nhật. Người ta không cho cạnh nhưng mà người ta nói đó là bằng ba cái kích thước của hình hộp bằng trung bình cộng ba kích thước này. Vậy các em nè, hình hộp chữ nhật thì có chiều dài, chiều rộng, chiều cao 8 cm, 7 cm và 9 cm, và một hình lập phương mà số đo của hình lập phương là hãy bằng trung bình cộng ba cái cạnh của hình chữ nhật này, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Và đề bài yêu cầu thì chúng ta tính thể tích của hai hình này, hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì đơn giản rồi đúng không? Ta áp dụng công thức thôi. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy gì? Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Như này. Vậy bây giờ còn thể tích của hình lập phương thì chúng ta phải tìm ra số đo cạnh của nó. Đã đúng không? Mà cạnh của nó thì lại bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hình hộp chữ nhật. Vậy để tính được độ dài cạnh của hình lập phương, chúng ta phải nhớ lại quy tắc tính trung bình cộng của hai hay nhiều số các em. Cô nhắc lại ha, để tính trung bình cộng của hai hay nhiều số, bước 1, ta tính tổng các số đó. Bước thứ hai, sau khi tính tổng thì ta chia tổng đó cho số các số hàng. Vậy tính tổng ta lấy số đo chiều dài, sau nữa cộng số đo chiều rộng cộng với số đo chiều cao được bao nhiêu, ta chia cho tổng số các số hạng là chia cho 3 thì ta sẽ ra được trung bình cộng. Ra được trung bình cộng rồi, các số đo của hình hộp chữ nhật rồi thì đó cũng chính là số đo cạnh của hình lập phương. Có số đo cạnh của hình lập phương rồi, ta sẽ tính được thể tích của hình lập phương bằng cách ta áp dụng quy tắc nè. Thể tích của hình lập phương sẽ bằng cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh, được chưa nè. Các em làm bài 3 này, làm xong các em gửi cho giáo viên chủ nhiệm, được chưa nè. Qua bài học ngày hôm nay á thì cô muốn nhắc lại cho các em ha, muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh. V bằng A nhân A nhân A. V là thể tích của hình lập phương, A là cạnh của hình lập phương. Các em hãy ghi nhớ học thuộc cái quy tắc và công thức này cho cô, được chưa nè. Qua bài học ngày hôm nay các em cần ghi nhớ cho cô quy tắc tính thể tích hình lập phương, làm bài tập 1 và bài tập 3, xem trước cái bài tiếp theo. Rồi cô chúc các em trong ngoài học giỏi và làm bài tốt nha. Cô chào các em.